Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cuộc khẩu chiến và kiện cáo mang tên Nguyễn Phương Hằng sẽ kết thúc khi nào. Hơn 8 tháng, cộng đồng mạng đã có những cung bậc cảm xúc khác nhau khi theo dõi màn so găng của bà Nguyễn Phương Hằng với rất nhiều người. Nhưng có lẽ những cuộc chiến đó cũng phải đến lúc kết thúc. Với hệ thống tư pháp hiệu quả và dựa trên lẽ công bằng như ở các nước dân chủ, với như Hoa Kỳ thì cuộc khẩu chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng và các nghệ sĩ nổi tiếng hay nhà báo có lẽ đã kết thúc sau phán quyết của tòa án từ lâu. Tuy nhiên ở Việt Nam thì lại khác. Tòa án thường có thói quen ngâm án và thời hạn giải quyết quá hạn vài tháng, thậm chí vài năm vẫn là chuyện bình thường. Đây là hình ảnh dư luận vẫn chưa quên phiên tòa giám đốc thẩm với căn cứ giao thớt mua ở chợ, nhưng 17 vị thẩm phán tòa án tối cao vẫn tuyên án tử hình Hồ Duy Hải sau 12 năm bị cùng chân chờ thi hành án tử hình. Hoặc mới đây ở Bình Phước, bị cáo đã nhảy lầu dẫn đến tử vong sau phán quyết của thẩm phán. Điều đó cho thấy hệ thống tư pháp Việt Nam có uy tín như thế nào. Thụ lý vụ án, vụ việc liên quan đến livestream Phương Hằng còn có thêm công an điều tra ở các địa phương khác nhau. Thế nhưng liệu có vụ việc nào đủ dấu hiệu hình sự hay lại mất hàng năm mới mời gọi triệu tập xong thì kết luận cuối cùng lại là tranh chấp dân sự và cái vòng tố tụng lại tiếp tục lòng vòng không có hồi kết. Chính vì thế mà dư luận được tiếp xúc liên tục bằng những scandal mang tên Phương Hằng và ngọn lửa vẫn tiếp tục được tiếp thêm sức nóng. Các YouTube và các fan hâm mộ của các bên vẫn thoải mái đấu khẩu nhau trên mạng, đến nay chưa có dấu hiệu ngã ngũ. Câu hỏi mà dư luận đặt ra là liệu cuộc chiến giữa các bên sẽ kết thúc khi nào? Nếu do phán quyết của tòa án thì sẽ có nhiều bản án khác nhau, bởi mỗi người khởi kiện bà Phương Hằng sẽ là một phiên tòa xử và một bản án cũng khác nhau. Bây giờ giả sử bà Hằng cảm thấy mệt mỏi, ngừng livestream hoặc tự mình xuống nước hòa giải thì liệu các bên đối phương có đồng ý rút lui hay không cũng là một câu hỏi. Tuy nhiên đây chỉ là một giả thiết, vì lẽ phóng lao thì phải theo lao, nên tư thế của bà Nguyễn Phương Hằng chỉ có thể là tiếp tục giơ cao thanh gươm công lý chứ không thể nào hạ xuống được. Vì nếu hạ xuống thì đối thủ chắc chắn không buông tha cho bà. Thời điểm hiện tại, dư luận cũng đang chú ý vào cuộc so găng pháp lý giữa bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương, và hai nhà báo gồm bà Hàn Ni là báo Sài Gòn Giải Phóng và ông Nguyễn Đức Hiển, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh một mình bà Phương Hằng so găng với hai nhà báo chính thống của nhà nước Việt Nam. Bà cũng tả xung hữu đột đến tận văn phòng đại diện của tòa soạn báo này hôm 16 tháng 11, nhưng đều không được tiếp đón. Hai nhà báo cũng đã gửi đơn đến công an tỉnh Bình Dương đề nghị khởi tố với bà Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích của tổ chức, cá nhân. Và họ cũng có những buổi làm việc với điều tra viên để cung cấp thêm thông tin, chứng cứ phục vụ cho quá trình tố giác bà Hằng. Về phía bà Hằng vẫn tiếp tục có những buổi phát hình trực tiếp với tần suất dày đặc, liên tục gọi tên những người tố cáo mình, trong đó có hai nhà báo trên, bằng những ngôn từ không hay ho cho lắm. Thậm chí bà Hằng còn tìm đến hỏi thăm hai nhà báo cũng như lãnh đạo cơ quan báo mà họ đang công tác. Dù không gặp được người như mong muốn, nhưng hành động đến tận nơi của bà Hằng khiến nhiều người và các YouTube tập trung gây huyên náo ồn ào khu vực này. Riêng nhà báo Hàn Ni và ca sĩ Vy Oanh mới đây cũng đã trình báo khẩn cấp về việc bà Nguyễn Phương Hằng đe dọa giết người. Căn cứ của họ là khi hai người này lần lượt nộp đơn tố cáo bà Hằng đến cơ quan công an thì có những fan hâm mộ, người ủng hộ bà Hằng gọi điện, nhắn tin và vào trang cá nhân để nhục mạ, xúc phạm và đe dọa họ. Thậm chí họ còn cho rằng trong phát ngôn của bà Hằng ở các buổi livestream có tuyên bố là gặp đâu đánh đó, truy cùng, giết tận. Trước đó bà Hằng còn đối diện với nhiều đơn tố cáo từ những người khác là như nghệ sĩ, luật sư như Danh Hải Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh, luật sư Lê Thành Kính, vân vân. Thông tin công khai cũng cho biết có khoảng chục người nổi tiếng gồm có nghệ sĩ, nhà báo, luật sư vân vân đã tố cáo bà Hằng. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng đối đầu với hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng nhất hiện nay ở Việt Nam. Nhưng nguồn thông tin xác nhận người tố cáo bà Hằng có rất nhiều và công an Thành phố Hồ Chí Minh, công an tỉnh Bình Dương đang xử lý theo quy định của pháp luật.
Những người này đã tố cáo bà Hằng là xuất phát từ những buổi livestream của bà đề cập đến họ trong những chuyện không hay như ăn chặn tiền từ thiện, xâm phạm đời tư, vân vân. Hay như trường hợp của luật sư Lê Thành Kính bị bà Hằng cho rằng có tham gia hành hung bà tại trụ sở của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào giữa tháng 10 vừa qua và ông có phản ứng bằng cách tố cáo bà Hằng vu khống mình. Ca sĩ Vy Oanh ngoài việc tố cáo hình sự thì nay vừa khởi kiện bà Hằng ra tòa án nhân dân quận 1 cũng xung quanh nội dung phát ngôn của bà trong các buổi phát hình trực tiếp và đề cập ca sĩ này là đẻ thuê, làm gái bao, giật chồng người khác vân vân cũng như rất nhiều những thông tin khác. Sắp kết thúc phải không? Như vậy là 8 tháng đã khiến cộng đồng dậy sóng bằng các buổi phát hình trực tiếp mang tính chất đấu tố. Bà Hằng hiện đang đối diện với hàng loạt tố cáo hình sự, kiện cáo dân sự, nhưng bà Hằng cũng có sự đáp trả. Đầu tiên phải kể đến là chuyện tần suất livestream của bà Hằng ngày càng dày đặc, có sự tham gia của khách mời trong các buổi đó, vẫn kiểu phát ngôn thẳng thừng, đấu tố, vạch trần. Bà Hằng lại kéo thêm nhiều cá nhân, đơn vị tham gia vào cuộc chiến, từ mạng xã hội đến pháp lý ngoài đời. Trong buổi phát hình trực tiếp gần đây, bà Hằng gọi tên Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Nhi Đồng 1 khi cho rằng không rõ ràng tiền bạc khi tiếp nhận khoản hỗ trợ từ quỹ Hằng Hữu. Rồi bà Hằng cũng nhắc về chuyện của 8 năm trước khi chuyển 10 tỷ đồng vào quỹ từ thiện có tiếng. Thứ nữa là những người bị gọi tên trong buổi phát hình trực tiếp khi có đơn tố cáo bà Hằng thì bà đáp trả cũng bằng đơn tố cáo, khiếu kiện. Thậm chí bà còn thực hiện những cuộc viếng thăm ồn ào, tìm đến những người tố cáo và tuyên bố sẽ làm cuộc chiến một mất một còn. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng còn tố cáo rằng Tịnh Thất Bồng Lai hay là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ có dấu hiệu loạn luân. Mới đây, ban đầu từ chuyện tố cáo thần y Võ Hoàng Yên lừa đảo tiền từ thiện của vợ chồng mình. Hơn 8 năm tháng nay, bà Hằng khiến cộng đồng chú ý khi gọi tên hết người này đến người khác trong những chuyện không hay ho gì. Cộng đồng đã có những cung bậc cảm xúc khác nhau trong quá trình theo dõi những câu chuyện ồn ào do bà Hằng khởi xướng đề ra. Từ nhiều tháng trước đã có những đơn tố thư tố cáo bà Hằng đến cơ quan công an và ngược lại, bà cũng tố cáo rất nhiều người. Như vậy, theo quy định của pháp luật thì thời hạn giải quyết những đơn như thế này đã cận kề, tính cả việc gia hạn giải quyết nếu các vụ việc như trên còn có tính chất phức tạp. Trên tờ báo Tiếng Dân, tác giả Jacques Nguyễn đã bình luận về bà Phương Hằng như sau. Có thể hình dung hiện tượng Nguyễn Phương Hằng từ hai góc độ khác nhau. Thứ nhất là bà Hằng bổ sung vào thể loại lá cải của truyền thông nhà nước, giúp nhà nước Cộng sản đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng ra ngoài những vụ bê bối của Đảng và nhà nước. Nói như thế không có nghĩa là bà Hằng đang âm mưu với nhà nước Cộng sản, mà có lẽ bà Hằng chỉ làm những điều mà bà thích, làm ngẫu nhiên trùng hợp với tin tức lá cải của truyền thông nhà nước. Và với sự khôn ngoan của một doanh nhân dưới chế độ Cộng sản, bà biết lằn ranh mà chế độ ấy đặt ra nằm ở đâu để không vượt qua làn danh đỏ. Bà cứ móc mỉa Hoài Linh, cứ thóa mạ Vy Oanh, không sao cả, miễn là không đụng tới Tô Lâm hay Nguyễn Phú Trọng là bà an toàn. Đây là hình ảnh khởi đầu từ chuyện tố cáo thần y Võ Hoàng Yên, bà Nguyễn Phương Hằng đã lần lượt gọi tên nhiều người trong những chuyện bê bối khác. Điều thứ hai là sự chú ý của công chúng với bà Hằng và những câu chuyện của bà thay vì ban tuyên giáo, trung ương và những câu chuyện chống diễn biến hòa bình của ban này. Có nghĩa là dân chúng chú ý đến những câu chuyện có thật, dù lá cải, chú ý đến đời thường thay những hoang tưởng mỹ miều mang màu sắc cộng sản ra giả trên các phương tiện truyền thông mấy chục năm nay. Ở góc nhìn đó, sự xuất hiện của bà Hằng là một điểm tích cực. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, vài ngàn người thì không sao, nhưng hàng triệu hay hàng chục triệu người chỉ quan tâm đến chuyện lá cải, bỏ qua những chuyện hệ trọng như chuyện nông dân ngày càng cơ cực, dân nghèo sắp chết đói vì đại dịch, Biển Đông bị Trung Quốc uy hiếp, chuyện tham nhũng của máy tư bản, đỏ, bố bịch, bòn rút công sản. Có thể thấy tương lai của đất nước sẽ ra sao. Có lẽ những người cổ vũ cho dân chủ hóa Việt Nam thoát khỏi chế độ toàn trị cần quan sát hiện tượng Nguyễn Phương Hằng để biết được tâm trí người dân Việt Nam đang ở đâu và vì sao họ quan tâm đến những chuyện như thế, thay vì những chuyện hệ trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ và tương lai của con cháu họ. Bà Nguyễn Phương Hằng là thước đo của những người cổ suý dân chủ Việt Nam nhìn ra mình đã thành công hay thất bại trong việc gieo mầm những tư tưởng cấp tiến và dân chủ cho công chúng Việt Nam. Cho tới nay,
chứ thấy ai nói rằng bà Hằng phao tin vịt, ngoại trừ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã phạt 7,5 triệu đồng hồi tháng trước vì bà lỡ vượt lằn ranh đụng với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Tác giả Jack Ma Nguyễn đã nêu ra nhận định của mình như thế. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 25 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vẫn chưa có quyết định khai trừ đảng, Chủ tịch huyện Cô Tô bị tố hiếp dâm. Ủy ban Kiểm tra tỉnh Quảng Ninh vào ngày 23 tháng 11 thông báo hiện đã đình chỉ công tác với ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô để tiếp tục điều tra làm rõ việc ông bị tố cáo vì cưỡng hiếp một nữ cán bộ phụ nữ nhưng chưa quyết định khai trừ ra khỏi đảng. Truyền thông nhà nước dẫn tin từ Ủy ban Kiểm tra tỉnh Quảng Ninh cho biết việc báo cáo đề xuất kỷ luật khai trừ đảng đối với ông Sơn sẽ được quyết định khi nào có kết luận chính thức đối với hành vi vi phạm của ông Sơn. Trước đó, vào ngày 11 tháng 11, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhận được đơn tố cáo của bà em, tức là mẹ chồng của nữ cán bộ, về việc ông Lê Hùng Sơn đã có hành vi cưỡng hiếp đối với con dâu của bà. Sau khi nhận được báo cáo của huyện Cô Tô, tỉnh ủy Quảng Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Hùng Sơn để xem xét kỷ luật do có biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức và vi phạm vào những điều đảng viên không được làm. Đây là hình ảnh ông Bí thư Đảng ủy huyện Cô Tô Lê Hùng Sơn, sinh năm 1982, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cũng đang tiến hành điều tra, xác minh đơn tố cáo về hành vi của ông Sơn, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận cho sự việc. Do đó, sau khi có kết luận chính thức mới tiến hành xem xét hình thức kỷ luật cụ thể theo quy định của pháp luật. Trước đó, các báo của Việt Nam cũng đưa tin rằng Bí thư huyện ủy Cô Tô Lê Hùng Sơn bị tố là hãm hiếp có tổ chức một phụ nữ đã có chồng sau bữa tiệc rượu. Chồng của phụ nữ này bị hãm hiếp là công an huyện nên đã báo cáo ngay cho lãnh đạo tỉnh. Vì thế, vụ việc đã bị điều tra ngay trong đêm sau khi xảy ra vụ hãm hiếp. Theo bà em kể lại, con dâu của bà mới được tuyển vào làm cán bộ văn hóa tại một cơ quan của huyện, còn chồng thì làm công an huyện. Vào ngày 10 tháng 11, con dâu của bà được triệu tập đi liên hoan, ăn uống, giao lưu tại một đơn vị đóng trên địa bàn. Trong tiệc rượu, con bà bị ép uống khá nhiều nên say, lúc trên xe về phải gục đầu vào một chị đồng nghiệp đi cùng. Đến tầm khoảng 18 giờ cùng ngày, chiếc xe chở đoàn đến trước cửa một khách sạn gần cảng thị trấn. Sau đó mọi người xuống xe đi vào trong khách sạn. Trên tầng 2 lúc này đã bố trí sẵn một phòng hát karaoke. Mọi người đi vào thì con cô được một chị đi cùng đưa vào trong nhà vệ sinh để nôn. Xong con cô ra ngoài phòng vệ sinh nhắn tin cho chồng bảo đến đón về thì ông hát. Đến bảo con cô em ra mời cho các sếp vào hát. Con nhà cô bảo em say lắm rồi, giờ mà các anh cứ bắt em hát em ngã không đi được nữa đâu. Sau đấy con cô bị họ lôi vào phòng hát rồi bị ông Lê Hùng Sơn, bí thư huyện ủy Tô Cô Tô hãm hiếp, bà em kể. Đây là hình ảnh vào hôm 18 tháng 18 năm 2020, Phó trưởng Công an quận 10, Thượng tá Hoàng Thanh Hà và nữ trung úy Nguyễn Đình Tố Như đã bị chồng cô Tố Như cũng là cán bộ công an cấp dưới của Thượng tá Hoàng Thanh Hà bắt quả tang đang ở trong khách sạn. Hãm hiếp xong, cô gái chạy được ra ngoài, xuống đường mượn chiếc điện thoại của một người bán xăng gần đó, gọi điện cho chồng đến đón. Đồng thời báo gia đình làm đơn tố cáo lên công an huyện bị bí thư Sơn hãm hiếp. Công an huyện cũng khó xử bởi ông Sơn là lãnh đạo địa phương nên đã bảo cô gái đừng tắm rửa gì để họ báo cáo lên giám đốc công an tỉnh. Ngay trong đêm đó, công an tỉnh đã cử gần 20 người xuống làm việc với ông Sơn lấy mẫu tinh trùng trong người nạn nhân để đi giám định. Đơn nhà cô đã gửi đi khắp nơi, gia đình phải làm cho ra nhẽ, đừng nghĩ các ông là lãnh đạo muốn làm gì ai thì làm. Con nhà người ta đi làm việc nhà nước chứ không phải là công cụ riêng để các ông ấy sử dụng đâu. Ông ấy làm với đứa này được thì đứa khác cũng thế. Gia đình sẽ theo đến cùng để bảo vệ danh dự cho con. Còn sai thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chấp nhận đi tù, bà em quả quyết như vậy. Cũng nói về các chuyện tình ái bồ bịch trong quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì trước đây cũng có bí thư tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến cũng từng mất chức về chuyện bổ nhí gây dư luận sầm sì trên nhiều báo mạng, mặc dù ông Chiến tuyên bố phủ nhận. Người tình của ông Trịnh Văn Chiến được dư luận bàn tán là cô Trần Vũ Quỳnh Anh, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.
Đây là hình ảnh chân dung hốt ghê Trần Vũ Quỳnh Anh, được cho rằng là vợ bé của bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến với cuộc sống xa hoa. Trước đó, khi báo mạng Ngoài Lề đăng tải những thông tin nhạy cảm rằng hốt ghê sở hữu nhiều tài sản khủng, này là bồ nhí của bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và đã có con riêng với ông ta. Cả bí thư lẫn phó bí thư thường trực tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đều công khai lên tiếng bác bỏ. Thậm chí tỉnh ủy Thanh Hóa còn gửi công an văn lên Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị xử lý những thông tin sai sự thật về bí thư tỉnh ủy trên các blogger mạng xã hội phản động. Tuy nhiên, lần này thì câu chuyện về bà Quỳnh Anh đã được chính báo chí lề đảng khơi mào. Một loạt các bài báo đã đưa tin về sự thăng tiến quá thần tốc, chỉ có thần tiên mới làm được, của người đẹp xứ Thanh này. Từ nhân viên thường, chỉ trong một thời gian rất ngắn, bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã được Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng và liên tiếp bổ nhiệm giữa các chức vụ quan trọng tại sở này. Sau bài báo này cùng với các thông tin lề trái thì bà Quỳnh Anh đã bị khai trừ đảng. Đồng thời, hai quan chức cấp tỉnh cũng bị kỷ luật, đó là ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Tuấn đã phải nhận trách hình thức kỷ luật là khiển trách. Còn đương kim Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, ông Đào Vũ Việt thì phải kiểm điểm sâu sắc. Đây là hình ảnh bên trái là căn biệt thự diện tích tới 350m² trong khu đô thị Bình Minh, thành phố Thanh Hóa hiện Trần Quỳnh Anh và con trai đang ở. Bên phải là căn biệt thự cao cấp số 94 FEC Sầm Sơn đang được hoàn thiện diện tích 250m² cũng của bà Quỳnh Anh. Theo tài liệu của báo Thanh Niên, bà Trần Vũ Quỳnh Anh sinh năm 1986, thường trú tại số 39 Đàn Xã Tắc, phố Tây Sơn 1. Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa là người khá xinh xắn nên từ hồi đi học và kể cả khi đi làm, bà Quỳnh Anh luôn được bạn bè, mạng xã hội nhận xét như là một hot kid. Thăng tiến nhanh và có tài sản cũng rất lớn. Theo tờ báo Vietnamnet vào hồi tháng 4, dù còn rất trẻ, Trần Vũ Quỳnh Anh không chỉ sở hữu nhiều ngôi nhà trị giá hàng chục tỷ đồng, tính đến năm 2015 mà còn có chiếc Cadillac gần như là độc nhất Việt Nam khi đó. Tờ báo này cũng cho biết chiếc xe sau khi nhập về Việt Nam và đóng thuế, đăng ký, giấy tờ trị giá lên đến 6 tỷ đồng Việt Nam. Theo báo chí lề trái có đăng tin chi tiết về hình ảnh minh họa thì tài sản của hốt cơ Trần Vũ Quỳnh Anh được mô tả là đó là một căn biệt thự sang trọng tại khu đô thị Bình Minh, thành phố Thanh Hóa, diện tích 350m², một biệt thự cao cấp tại khu du lịch FEC Sầm Sơn 250m², một căn nhà 150m² phố Triệu Quốc Đạt, một quần thể sân chơi tennis cho thuê tại khu vực Hồ Đồng Chiêu, thành phố Thanh Hóa, một căn biệt thự tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, ba xe ô tô dòng cao cấp, trong đó có hai siêu xe Cadillac và Mercedes. Sau đó có tin cô Quỳnh Anh đã xuất cảnh sang định cư tại New Zealand. Mặc dù các thông tin lùm xùm về tài sản và quan hệ với bí thư Trịnh Văn Chiến chưa được xác minh. Đây là hình ảnh ông nguyên bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến. Tại phiên thảo luận Quốc hội Việt Nam vào hôm 25 tháng 5, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng khi đó cũng nêu thắc mắc như vụ cô Quỳnh Anh ở Thanh Hóa gây lùm xùm như vậy nhưng bây giờ nghe đâu đi New Zealand. Đây là một điều mà dư luận rất bức xúc. Tôi đã nói nhiều lần về vấn đề này, khi cán bộ có vấn đề chưa được làm rõ thì phải hạn chế xuất cảnh, nhưng cuối cùng vấn đề họ rời đi như là một cách trốn chạy trách nhiệm và không để liên quan đến người khác. Dư luận tại Thanh Hóa và cả nước cũng chú ý về tin tức về những khoản tài sản này mà vì Thanh Hóa đứng đầu trong danh sách 10 tỉnh thành có số lượng hộ nghèo lớn nhất Việt Nam. Ông Trịnh Văn Chiến nói với báo chí khẳng định thông tin trên mạng xã hội về tài sản của cô bổ nhí bí thư tỉnh Thanh Hóa là bịa đặt. Sau đó không còn có tin tức gì về vụ việc này vì cô Quỳnh Anh cũng không còn ở Việt Nam.